Thi Thiên 59. Đức Chúa Trời của con ơi, xin dạy cứu con khỏi các kẻ thù và bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con. Xin dạy cứu con khỏi quân độc ác và khỏi bọn khát máu, vì chúng đang rình rập để hại mạng sống con. Đức Giê-hô-va ơi, những kẻ hung bạo hợp nhau chống lại con, mặc dù con không chống đối cũng chẳng phạm tội gì. Chúng chạy đến tấn công dù con không có lỗi lầm gì. Xin Chúa thức dậy để giúp đỡ con và đói xem con. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel, xin trỗi dậy để trừng phạt các nước, đừng thương xót những kẻ độc ác phản bội. Buổi chiều chúng quay lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng tuôn lời mắng chửi, môi chúng như những thanh gươm. Vì chúng tự nhủ, có ai nghe đâu? Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Đức Chúa Trời là sức mạnh của con, con sẽ ngửa trong nơi Ngài, chính Ngài là nơi ẩn náu của con. Đức Chúa Trời sẽ lấy lòng nhân từ Ngài mà tiếp đón con. Đức Chúa Trời sẽ cho con thấy kẻ thù của con bị báo trả. Lạy Chúa, là cái khiên của chúng con, đừng hủy diệt chúng con, e con dân Chúa mau quên ơn Ngài. Hãy dùng quyền năng Chúa làm chúng tan lạc và đánh bại chúng. Vì tội lỗi của miệng chúng, là lời nguyền rủa và dối trá mà môi chúng nói ra, nguyền chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa nổi giận mà tiêu diệt chúng, hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn. Xin cho chúng biết rằng Đức Chúa Trời đang cai trị gia cấp cho đến tận cùng trái đất. Buổi chiều chúng trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành, chúng lang thang đây đó để kiếm ăn. Nếu không được no nê thì chúng sẽ ở đêm tại đó. Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa. Buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân. Lạy Chúa là sức lực con sẽ ca ngợi Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con. Mác đoạn 9. Ngài phán với các môn đồ: Thật, ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với uy quyền. 6 ngày sau, Đức Chúa Giê-xu đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt họ. Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian này có thể phiếu trắng được như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin để chúng con dựng 3 cái trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì cả 3 đều quá sợ hãi nên Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì. Rồi có một đám mây che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Bỗng nhiên, các môn đồ nhìn quanh không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với họ mà thôi. Khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Các môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau: Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Rồi họ hỏi Ngài: Tại sao các thầy tông giáo lại nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp: Thật, Ê-li phải đến trước để phục hồi mọi việc. Còn lời chép về con người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị ngược đãi thì thế nào? Nhưng ta nói cho các con biết, Ê-li đã đến rồi, và người ta đã đối xử với người theo ý họ, đúng như lời đã chép về người vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu và 3 môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác, thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ, có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài. Ngài hỏi họ: Các ngươi tranh luận với môn đồ về việc gì vậy? Một người trong đám đông trả lời: Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy, cháu bị quỷ câm ám. Mỗi lần quỷ nhập vào thì quật cháu ngã xuống, làm cho sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra.
Tôi đã nhờ các môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được. Đức Chúa Giêsu nói: Hỡi thế hệ vô tín kia, ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Giêsu, quỷ lập tức quật mạnh đứa trẻ. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. Đức Chúa Giêsu hỏi người cha: Cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa: Từ khi cháu còn bé. Quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước và giết cháu đi. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp: Sao lại nói nếu thầy có thể làm được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa trẻ liền la lên rằng: Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Giêsu gọi trách quỷ và phán: Quỷ câm và điếc kia, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên và nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài: Tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy? Ngài đáp: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Rời nơi đó, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi ngang qua miền Galilê. Ngài không muốn ai biết việc này, vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nạp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài, và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-âm. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ: Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy? Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết. Ngài ngồi xuống, gọi 12 sứ đồ và nói: Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ. Ngài ẵm em bé trong tay và nói: Người nào vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì không phải tiếp ta, nhưng tiếp đấng đã sai ta. Giăng thưa với Ngài: Thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo: Đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ lại vừa nói xấu ta được. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các con một chén nước vì các con thuộc về đấng Christ, thật ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé này đã tin ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi, vì thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi, vì thà cụt một chân mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi, vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình và sống hòa thuận với nhau. Hai sự ký đoạn 29. Khi lên ngôi vua, Ezechiah được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Abija, con gái của Sachari. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như mọi điều tổ phụ vua là David đã làm. Vào tháng Giêng năm thứ nhất đời trị vì, vua mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va và sửa chữa lại. Vua triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi đến, tập hợp họ tại quảng trường phía đông và nói: Hỡi các người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và loại những điều ô uế ra khỏi đền thánh đi, vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội
làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và quay lưng lại với Ngài. Họ cũng đóng các cửa hành lang, tắt các đèn, không song hương và không dâng tế lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Chúa Trời của Israel. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài phó họ vào sự sợ hãi, kinh hoàng và mỉa mai như các ngươi đã thấy tận mắt. Chính vì thế mà tổ phụ chúng ta bị ngã chết vì gươm, còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Giờ đây, ta quyết định lập một giao ước với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel để cơn thịnh nộ của Ngài rời khỏi chúng ta. Các con của ta ơi, đừng thờ ơ nữa, vì Đức Giê-hô-va đã chọn các con làm đầy tớ Ngài, để đứng trước mặt Ngài, phục vụ và song hương cho Ngài. Những người Lê-vi liền hưởng ứng. Về dòng Kê-hát có Ma-hát con của Amasai và Do-ên con của Asaria. Về dòng Merari có Kích con của Abdi và Asaria con của Jehalea. Về dòng Gạt-son có Joa con của Simma và Eden con của Joa. Về dòng Elisaphan có Simri và Zeian. Về dòng Asap có Sachari và Mathania. Về dòng Heman có Jehian và Simei. Về dòng Jeduthun có Semaja và Usean. Họ tập hợp anh em mình lại, thánh hóa chính mình và anh em mình, rồi theo lệnh vua truyền và đúng như lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đến thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ đi vào bên trong đền thờ Đức Giê-hô-va để thanh tẩy. Họ đem mọi thứ ô uế tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va bỏ ra ngoài hành lang của đền thờ. Rồi người Lê-vi lấy đem ném ra ngoài thung lũng Sét-rôn. Ngày mùng 1 tháng Giêng, họ bắt đầu việc thanh tẩy đền thờ. Ngày mùng 8 tháng ấy, họ thanh tẩy đến hành lang của đền thờ và tiếp tục thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va thêm 8 ngày nữa. Đến ngày 16 tháng Giêng thì công việc hoàn tất. Họ vào cung vua Ê-xê-chia và tâu: chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ đền thờ Đức Giê-hô-va, bàn thờ tế lễ thiêu và các vật dụng, bàn bánh cung hiến và các vật dụng. Còn tất cả các vật dụng mà lúc trị vì vua A-cha đã phản bội Chúa mà ném bỏ thì chúng tôi đã tìm lại được, tẩy uế và sắp đặt lại trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm họp các quan chức trong thành và lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ đem theo 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho vương quốc, cho đền thánh và cho dân Giu-đa. Vua bảo các thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn dâng các sinh tế ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Họ giết các con bò đực, thầy tế lễ lấy máu và rải trên bàn thờ. Rồi họ giết các con chiên đực và rải máu trên bàn thờ. Họ cũng giết các con chiên con và rải máu trên bàn thờ. Sau đó, họ đem các con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội đến trước mặt vua và hội chúng. Rồi tất cả đều đặt tay trên chúng. Các thầy tế lễ giết chúng và lấy máu rải trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho toàn dân Israel. Vì vua truyền rằng phải dâng tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội cho toàn dân Israel. Vua đặt người Lê-vi trong đền thờ Đức Giê-hô-va, cầm chập chỏa, đàn hạc và đàn lia theo lệnh của David, của Gad là nhà tiên kiến của vua và của nhà tiên tri Nathan. Vì lệnh truyền ấy do Đức Giê-hô-va dùng các nhà tiên tri của Ngài mà dạy bảo. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của David, còn các thầy tế lễ cầm đèn. Ê-xê-chia truyền dân tế lễ thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu dâng tế lễ thiêu cũng là lúc trỗi lên bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va cùng với tiếng kèn và các nhạc khí của David, vua Israel. Toàn thể hội chúng đều thờ phượng, người ca hát, kẻ thổi kèn cho đến khi việc dâng tế lễ thiêu chấm dứt. Khi dâng tế lễ thiêu xong, vua và tất cả những người hiện diện đều quỳ xuống thờ phượng. Vua Ê-xê-chia và các quan chức bảo người Lê-vi ca ngợi Đức Giê-hô-va với những bài ca của David và của Asaph,
nhà tiên kiến. Họ ca ngợi Chúa cách vui mừng, rồi sắp mình xuống mà thờ phượng. Vua Ê-xê-chia nói: Bây giờ các ngươi đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vậy hãy đến, đem những sinh tế và tế lễ cảm tạ vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ chúng liền dẫn đến những sinh tế và tế lễ cảm tạ. Cũng có những người tự nguyện đem dâng các tế lễ thiêu. Số sinh tế dùng trong tế lễ thiêu mà họ chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con. Họ dùng các thú đó làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. Ngoài ra, họ còn thánh hóa 600 con bò đực và 3.000 chiên và dê. Tuy nhiên, số thầy tế lễ quá ít, không đủ để lột da các con vật dùng làm tế lễ thiêu. Vì vậy, anh em của họ là người Lê-vi giúp đỡ họ cho đến khi xong việc. Và đến khi có thêm những thầy tế lễ đã thánh hóa chính mình, vì người Lê-vi thành tâm thánh hóa chính mình hơn những thầy tế lễ. Ngoài số tế lễ thiêu rất nhiều, còn có mỡ của tế lễ bình an và lễ quán kèm theo mọi tế lễ thiêu. Vậy, việc thờ phượng trong đền thờ Đức Giê-hô-va đã được tái lập. Ê-xê-chia và toàn dân đều vui mừng về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ, vì mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Hai Sử Ký đoạn 30. Vua Ê-xê-chia sai sứ giả đến toàn cõi Israel và Juda. Vua cũng viết thư cho người Ê-phra-im và người Ma-na-se, mời họ đến đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem để giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vua và các quan chức cùng toàn thể hội chúng ở Jerusalem bàn định với nhau giữ lễ vượt qua vào tháng 2. Vì họ không thể giữ lễ ấy vào đúng thời gian quy định, do số thầy tế lễ thánh hóa chính mình chưa đủ và dân chúng chưa tập trung tại Jerusalem. Vua và toàn thể hội chúng đều thấy việc ấy là chính đáng. Vậy, họ quyết định thông báo khắp xứ Israel từ Be'er-sheba cho đến Dan, để mọi người đến Jerusalem giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vì từ lâu họ đã không giữ lễ ấy cách đông đảo như đã chép trong luật pháp. Theo lệnh vua, những người đưa thư đem thư của vua và các lãnh đạo đi khắp Israel và Juda. Thư kêu gọi: Hỡi con dân Israel, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, để Ngài trở lại cùng những người còn sót lại trong các ngươi, là những người được thoát khỏi tay các vua Assyri. Đừng giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội bất trung với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến nỗi Ngài phó họ vào cảnh điêu tàn như các ngươi đã thấy. Bây giờ đừng cứng cổ như tổ phụ các ngươi, hãy giơ tay hướng về Đức Giê-hô-va, hãy vào nơi thánh là nơi đã được thánh hóa đời đời, và hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn thịnh nộ của Ngài quay khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ lưu đày, và họ sẽ được trở về trong xứ này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không quay mặt khỏi các ngươi nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Những người đưa thư đi từ thành này qua thành kia trong khắp xứ Ê-phra-im, Ma-na-se cho đến tận đất Sa-bu-lôn, nhưng người ta cười nhạo và chế giễu họ. Dù vậy, cũng có một số người trong các bộ tộc A-se, Ma-na-se và Sa-bu-lôn chịu hạ mình xuống và đến Jerusalem. Tay Đức Chúa Trời cũng tác động trên người Giu-đa, khiến họ đồng lòng vâng theo lệnh của vua và các quan chức đã truyền ra theo lời Đức Giê-hô-va. Vào tháng 2, có nhiều người nhóm lại tại Jerusalem để giữ lễ bánh không men. Thật là một hội chúng rất đông đảo. Họ khởi sự dẹp bỏ các bàn thờ ở Jerusalem và tất cả những bàn thờ song hương, rồi ném chúng xuống thung lũng Kidron. Ngày 14 tháng 2, người ta giết sinh tế làm lễ vượt qua. Còn các thầy tế lễ và người Lê-vi cảm thấy hổ thẹn nên thánh hóa chính mình và đem các lễ thiêu vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ đứng vào vị trí của mình theo như đã quy định trong luật pháp của Môi-se.
Người của Đức Chúa Trời và các thầy tế lễ nhận lấy máu nơi tay người Lê Vi mà rải ra. Trong hội chúng còn nhiều người chưa thánh hóa chính mình. Vì vậy, người Lê Vi phải dâng một sinh tế làm lễ vượt qua cho mỗi người không thanh sạch, để thánh hóa họ cho Đức Giê-hô-va. Vì trong dân chúng, nhất là trong dân Ê-phra-im, Ma-na-se, I-ca-sa và Sa-bu-lôn, có nhiều người không thanh tẩy chính mình, lại ăn lễ vượt qua không theo luật lệnh. Nên Ê-xê-chia cầu nguyện cho họ rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dù họ không theo luật thanh tẩy của đền thờ để thánh hóa chính mình. Đức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân chúng. Những người Israel có mặt tại Jerusalem giữ lễ bánh không men trong 7 ngày một cách vui vẻ. Trong lúc đó, người Lê-vi và các thầy tế lễ ca ngợi Đức Giê-hô-va ngày này sang ngày khác với nhạc khí phù hòa. Ê-xê-chia khích lệ tất cả người Lê-vi đã tỏ ra thành thạo trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ ăn mừng lễ trong 7 ngày, dâng các sinh tế của tế lễ bình an và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Toàn thể họ chúng quyết định giữ lễ thêm 7 ngày. Vậy, họ vui vẻ giữ lễ thêm 7 ngày nữa. Vì thế, Ê-xê-chia vua Giu-đa đã cho họ chúng 1.000 con bò đực và 7.000 con chiên. Các quan chức cũng cho họ chúng 1.000 con bò đực và 10.000 con chiên. Có rất nhiều thầy tế lễ thánh hóa chính mình. Toàn thể họ chúng Giu-đa, các thầy tế lễ, người Lê-vi và họ chúng đến từ Israel, cùng những người ngoại bang đến từ Israel, cũng như ngụ tại Giu-đa đều vui mừng. Như vậy, tại Jerusalem có sự vui mừng lớn. Vì từ đời Salomon, con của David, vua Israel, đến nay, tại thành Jerusalem chưa bao giờ được vui vẻ như thế. Bây giờ, các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân chúng. Lời chúc phước của họ được nhậm, và lời cầu nguyện thấu đến nơi ngự thánh của Chúa ở trên trời.